Đồ Vũ Hiền lúc này đang dồn lượng hết rất là đông để đang đóng gói chiếc để chuyển đi cho khách hàng mang mã số 009, anh ở phường 16 quận 8 Hồ Chí Minh. Anh ở đường Phú Định. Và cái sập thì là chúng tôi đóng làm 3 kiện. Trong đó là cái kiện trông nó cao cao này là gồm có 4 chiếc dạ và 4 chiếc cổ. Một kiện nữa nó sẽ gồm 4 chiếc chân này. Và một kiện thì là bọc bằng 2 chiếc chăn bông và đã bọc bìa kín, chính là chiếc mặt sập và chúng tôi đã đưa lên trên ô tô rồi. Đây, cái kiện mặt sập đã được đóng gói hết sức cẩn thận. Mặt trái thì lộ ra, còn cái mặt phải thì như vậy là đã được bọc rất là kỹ càng bằng chăn bông và bìa các tông. Và đây là hình ảnh đang quay tại tầng 1 khu B của Đồ Gỗ Đức Hiền, bên kia là khu A của chúng tôi, với số điện thoại 0984666999. Và lúc này là chiều ngày 25 tháng 5 năm 2017. Thì đây là hình ảnh kỷ niệm cũng như là để báo cáo khách hàng mã số 009, anh ở trong phường 16 quận 8, đường Phú Định, Hồ Chí Minh. Đây con gái Diệu Quỳnh, cháu mới từ Đại học Y Thái Nguyên về nghỉ ngơi thì cũng đã giúp bố mẹ một tay. Đây cả nhân viên hãng Viettel cũng đỡ một tay để giúp chúng tôi khẩn trương nhanh chóng để đưa hàng đi. Đưa cái phần mặt phải vào. Không, không phải thế đâu. Cho mặt phải ấp vào. Đấy, mặt phải ấp vào. Không phải trong. À, thôi rồi, đúng rồi, chính xác thế đấy. Cho xốp hay là cho bìa vào? Bìa đi. Cho cái bìa dày kìa, kìa con, bên kia. Bìa mấy lớp, 3-4 lớp vào. Cho chồng lên, nhưng mà cho dày vào. Cho to vào, thật lực trường ra cũng được. Đấy, cho trường ra cũng được. Đấy, cài suốt lên. Rất là nhộn nhịp. Chúng tôi nghĩ đến lúc mà cách Tết một vài tháng là cũng lúc nào cũng nhộn nhịp như thế này. Ở Đồ Gỗ Đức Hiền thì bây giờ tuy là mùa hè nhưng mà bởi vì cái lượng hàng nhập của khách cũng rất là nhiều cho nên là lúc nào cũng bận rộn. Chính vì thế khi quý vị mà điện thoại cho tôi mà thấy không có lúc ồn ào quá không nghe được thì xin quý vị để lại cho tin nhắn, tôi sẽ gọi điện lại. Xin cảm ơn quý vị. Xin quý vị gọi cho tôi theo số 0984666999 hoặc nhắn qua Viber Zalo với số 0967666111. Đức Hiền chân thành cảm ơn quý vị đã luôn luôn tin tưởng và sử dụng cái sản phẩm đồ gỗ mỹ nghệ của Đồ Gỗ Đức Hiền. Và đến đây quý vị nhìn thấy là các công nhân tôi đang khẩn trương để làm những cái đôi lọ lộc hình, rồi thì ghế ăn đây ở bên khu A bên kia. Đấy, đang rất là nhiều hàng tấp nập và mấy hôm nữa chúng tôi lại quay phim cái hàng thành phẩm để báo cáo đến khách hàng ở chợ Phùng Khoang, Hà Nội.